Chủ nhà Philippines chơi đẹp, đội tuyển Việt Nam thêm ưu thế ở vòng loại World Cup 2026. Sáng ngày 13 tháng 11, đội tuyển Việt Nam đã khởi hành sang Philippines chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2026. Đội bay từ Hà Nội vào khoảng 8 giờ sáng và có mặt ở Manila sau 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Một điều quan trọng là khi sang Philippines, đội tuyển Việt Nam sẽ được nước chủ nhà tạo điều kiện tập luyện trên sân chính Rizal Memorial trong 3 buổi liên tiếp. Trước khi bước vào trận đấu với đội tuyển Philippines vào ngày 16 tháng 11 tới đây, đó hẳn nhiên là một cơ hội để đội tuyển Việt Nam làm quen với sân cỏ nhân tạo trước khi hướng đến kết quả khả quan trong lượt mở màn vòng loại World Cup 2026. Trước đó, trong thời gian tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội, đội tuyển Việt Nam cũng đã chủ động tập luyện trên sân cỏ nhân tạo nhằm làm quen với điều kiện đặc trưng của mặt sân này. Sân nhân tạo khác rất nhiều so với sân cỏ tự nhiên. Mặt sân này ảnh hưởng đến độ này của trái bóng khi chúng tôi truyền dài. Ngoài ra, cầu thủ dễ chấn thương khi bứt tốc độ và xoay sở bởi cỏ nhân tạo rít hơn cỏ tự nhiên, Phạm Tuấn Hải cho biết. Xoay quanh sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Chu Xie đã chia sẻ với các học trò, sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào những trận đấu chính thức đầu tiên, những thử thách đầu tiên với hai trận chính thức của vòng loại World Cup 2026. Trước đó, chúng ta đã có 8 tháng chuẩn bị. Tôi cũng đã triệu tập và làm việc gần 80 cầu thủ với 4 đợt tập trung vào tháng 4, tháng 6, tháng 9 và tháng 10 với mục tiêu thiết lập được lối chơi mà tôi mong muốn. Tôi đã làm huấn luyện viên nhiều đội tuyển quốc gia, tham dự hai kỳ World Cup, cầm quân tại Olympic, ASEAN Cup, Copa America, tổng cộng gần 300 trận đấu. Khi ngài chủ tịch VFF gửi lời mời, mặc dù đã trải qua nhiều vinh quang nhưng tôi vẫn rất háo hức với đề nghị. Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam hiện tại đã vô địch AFF Cup, vô địch SEA Games, giành ngôi Á quân U23 châu Á, vào đến tứ kết ASEAN CUP. Tất cả đều có thành tích tốt trong quá khứ và vượt qua điều đó là việc không dễ dàng. Trong 8 tháng qua, tôi đã cố gắng để các bạn hiểu được mong muốn, lối chơi của tôi. Tất nhiên, tập luyện rất khác với thi đấu chính thức. Vừa qua, đội tuyển Việt Nam có 6 trận đấu giao hữu, qua đó giúp các cầu thủ hiểu được thi đấu khác tập luyện thế nào. Nếu như chỉ muốn thỏa niềm vui chiến thắng ở các trận đấu trong quá trình chuẩn bị thì chúng ta có thể gặp các đội yếu hơn, nhưng tôi quyết định chọn các đội mạnh hơn hoặc ngang bằng để cầu thủ làm quen với các thử thách mới, nhận ra những thiếu sót nhanh hơn, đồng thời giúp bản thân tôi nhìn nhận những phương án của mình rõ hơn. Nhà cầm quân người Pháp chia sẻ thêm, các cầu thủ có mặt tại đây đều đã nỗ lực cố gắng tập luyện trong thời gian qua. Có thể không phải ai cũng sẵn sàng thích nghi giữa việc thay đổi lối chơi của huấn luyện viên mới, nhưng tôi luôn kiên trì và giúp đỡ các bạn bởi đó là những gì mà tôi và các bạn sẵn sàng làm. Không thể làm việc nếu không sẵn sàng đương đầu thử thách. Đó là lý do vì sao chúng ta cùng có mặt ở đây. Tất cả chúng ta hãy đồng lòng cùng nhau chiến đấu. Trong khi đó, truyền thông Philippines khiêm tốn đặt đội nhà vào thế cửa dưới so với đội tuyển Việt Nam. Đồng thời, họ gọi đội bóng của huấn luyện viên Philip Chusier là thế lực của bóng đá Đông Nam Á. Tờ Inquirer của Philippines viết, Huấn luyện viên Michael Wayes của đội tuyển quốc gia Philippines đang kêu gọi sự ủng hộ của khán giả nhà sau khi ông công bố danh sách của Ascan, biệt danh của đội tuyển Philippines dự vòng loại World Cup. Vị huấn luyện viên người Đức tin tưởng Ascan có thể tạo ra màn trình diễn mang tính cạnh tranh với hai thế lực của bóng đá Đông Nam Á gồm Việt Nam và Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực Châu Á. tờ Inquirer viết thêm. Đội tuyển Việt Nam, Indonesia và Philippines là những đội bóng cùng khu vực Đông Nam Á nằm ở bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Đội còn lại trong bảng đấu này là Iraq. So với đội tuyển Philippines, đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn. Ở 5 lần đối đầu gần đây nhất giữa hai đội, đội tuyển Việt Nam bất bại. Theo điều lệ của vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, hai đội dẫn đầu mỗi bảng vòng loại thứ hai sẽ giành quyền vào vòng loại thứ ba. Trong bảng F, ngoại trừ Iraq được đánh giá mạnh nhất, các đội thuộc Đông Nam Á gồm Philippines, Việt Nam và Indonesia có trình độ tương đồng nhau. Chính vì thế, báo chí Philippines nhận định đội bóng của huấn luyện viên Michael Way sẽ chủ yếu cạnh tranh với đội tuyển Việt Nam và Indonesia trong bảng đấu này. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Quý khán giả đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.